Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video tâm sự chứng khoán cuối tuần ngày 20 tháng 4 năm 2024 cùng với GITP. Và ngày hôm nay thì GITP sẽ chia sẻ với các bạn kế hoạch giao dịch trong cái tuần 22 tháng 4 đến 26 tháng 4. Và có một cái tiêu đề của ngày hôm nay đó là thị trường thì uptrend nhưng nhà đầu tư chứng khoán vẫn phải cắt lỗ chứng khoán. Tại khi mà về vùng VN-Index 1157 trong cái thời gian sắp tới, liệu rằng theo các bạn thì VN-Index có về 1157, 1179 như GITP đã chia sẻ từ hôm trước không? Và có ai đã từng cắt lỗ ở những vùng này? Các bạn hãy cùng comment cho GITP biết để chúng ta cùng nhau bắt đầu video các bạn nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn hãy cho GITP một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, cũng giống như những cái comment, những cái trái tim màu tím để trong tuần tới GITP sẽ cùng nhau phân tích các bạn cơ hội nào cho VN-Index quay trở lại với thị trường. Sau khi đã có những người phiên giảm điểm liên tục và làm cho các nhà đầu tư có sự hoang mang và lo lắng vào những thời điểm hiện tại, thì GITP sẽ bắt đầu cái video này với cái chương trình rất là nhanh các bạn. Như các bạn đã biết thì theo cái sự tổng hợp của thị trường thì các bạn có thể thấy được là VN Index cũng đã có những cái thời điểm nó đã hở ghép ra cái vùng mở cửa thì đã giảm sốc 13 điểm về cái vùng 1180. Trước đó thì GITP đã chia sẻ các bạn là vùng 1179 đúng không ạ? Sau đó cũng đã có những lúc thời điểm nó phục hồi về 1190 gần 1191, nhưng sau đó đã tiếp tục có những cái pha đạp điểm xuống, và thậm chí có những thời điểm nó đi xuống gần ở chỗ cái vùng là 1157 thì ở chỗ cái vùng là 1165, 1167 thì đã có những pha rút chân lên. Tuy nhiên vào cuối phiên lại có những cái pha gọi là cắt lỗ của một số nhà đầu tư có sự hoảng loạn khi mà thị trường lại tiếp tục giảm điểm. Thì các bạn có những ai đã cắt lỗ ở những cái vùng 1157, 1179 hay chưa? Các bạn hãy cho mình những cái comment vào để mình biết được, chia sẻ những cái cách xử lý, chia sẻ với các bạn trong cái thời gian sắp tới. Và các bạn cũng có thể thấy được là với một cái pha kết phiên giảm tiếp tục giảm là 18 điểm về 1174, thì các bạn có thể thấy là đã hơn 100 điểm của khi mà thị trường 120 điểm khi mà thị trường giảm điểm từ cái vùng 1294 về đến 1174. Trước đó thì GITP có chia sẻ với các bạn những cái video về mặt trung hạn, thì chúng ta đã có một cái quá trình tăng trong vòng 4 tháng qua và đã chốt lời cái vùng 1266 và đã có những cái chia sẻ với các bạn tín hiệu phân kỳ đảo chiều và thời điểm mà thị trường nó sẽ giảm về 1150. Tuy nhiên trong một cái thời điểm mà hiện tại thì GITP đã chia sẻ với các bạn có những cái cơ hội khi mà những cái vùng tạo đáy quanh cái vùng 1157 sẽ là những cái vùng mà chúng ta đang chờ đợi những cái sự kỳ vọng của những cái dòng tiền lớn quay trở lại để có những cái nhịp phục hồi. Các bạn có thể thấy được khi mà nó về đến cái vùng 1174, 1185 thì rất nhiều nhà đầu tư cũng đã có cái sự hoảng loạn và bán ra khá điên cuồng vào những thời điểm này. Và không hiểu được thì những ai đã cắt lỗ thì chúng ta sẽ hiểu rằng là với tổng giá trị lên đến khối lượng này cũng đã lên tới hơn 1 tỷ cổ phiếu và tổng giá trị lên tới 23.700 tỷ. Ngày hôm trước thì cũng sẽ có những người đang nói với một cái lượng cung hàng khá ít, nhưng thực tế rằng là cái lượng cầu khi tham gia vào thị trường những lúc mà thị trường chưa về đến những vùng cân bằng thì nó đang có là những cái khái niệm khó khăn hơn. Và các bạn có thể thấy được tác động tới VN-Index thì đã có đến tận 405 mã giảm và 90 mã tăng, số mã không đổi là 54 mã. Và chúng ta có thể thấy được về việc VN-Index thì chúng ta đã thấy được sau khi mà những cái mã cổ phiếu như VIX, CTG, FPT, BCM, GVR, HDB, MBB, SAB đã có tiếp tục có những cái pha điểm giảm điểm sâu, thì các bạn có thể thấy là những cái cổ phiếu sau khi có những sắc xanh lại quay lại tiếp tục giảm điểm và đa phần làm có những cái cổ phiếu gần như là sàn ở bất động sản đúng không ạ, hay là cổ phiếu như những bạn đang ca ngợi những cái sức mạnh như cổ phiếu như CTS thì cũng quay trở lại gần như giảm sàn. Chúng ta thấy được là khối ngoại thì lại có một cái tín hiệu tích cực hơn một chút xíu, thì khối ngoại đã bắt đầu có những dấu hiệu mua vào sau rất nhiều phiên bán ròng. Và các bạn có thể thấy trong vòng 10 phiên qua thì đây là một cái phiên mà khối ngoại mua vào đến 678 tỷ, 679 tỷ, tập trung vào mua
Vinamilk, DG, VND, GEX, VCI, HPG. Các bạn có thể thấy bản thì MWG, SHB, VIX. Còn khối tự doanh thì sao các bạn? Khối tự doanh thì vẫn tiếp tục quay trở lại mua với những cái việc là 533 tỷ, FPT, MBB, BED, MWG, HPG. Thì chắc hẳn thằng những lúc mà các bạn thấy khối ngoại mua vào, khối tự doanh mua vào thì những nhà đầu tư bán lẻ đang là những nhà đầu tư đang bán ra. Các bạn có thể thấy những cái nhóm ngành nghề, chúng ta có thể thấy là khi mà thị trường có hơn 400 mã giảm điểm thì tất cả các cái nhóm ngành nghề gần như là đang tiếp tục giảm điểm vào những thời điểm này. Các bạn có thể thấy đến giảm mạnh nhất thì có nhóm dầu khí giảm 2.09%. Nhóm thứ hai giảm mạnh đó là nhóm vật liệu cơ bản giảm 1.91%, nhóm viễn thông, nhóm công nghiệp và nhóm dịch vụ tiêu dùng và nhóm tài chính đang giảm từ 1.5 cho đến 1.71%. Và các bạn có thể thấy vào những thời điểm này, khi mà chúng ta đã nhìn lại về trên biểu đồ thì chúng ta sẽ thấy điều gì? Vào những thời điểm này các bạn có thể thấy được VN Index. Các bạn đừng quên cho Diều một lượt like, một lượt chia sẻ các bạn nha. Trong những video ngắn thì các bạn hãy chú ý lại là vào những thời điểm này thì VN Index cũng đã chính thức mất cái mốc 1.179. Thì các bạn có thể thấy ngay những khi mà nó về những vùng 1.179, 1.180 nó đã có những cái phá phục hồi quay trở lại. Thậm chí rằng các bạn sẽ thấy rằng nó đã có những thời điểm nó đi đến cái vùng 1.165 thì đã bắt đầu có những cái lực cầu vào vào những thời điểm này. Nhưng GITV vẫn chia sẻ các bạn những cái vùng cân bằng phía dưới của trên lượng cung cầu của đô thị thì chúng ta sẽ thấy là điều gì? Trong những cái nhà đầu tư trung hạn thì các bạn sẽ thấy một cái điều là thị trường đang có một cái xu hướng tiếp tục giảm điểm khi mà hai cái kiếm của trong cái đồ thị daily vẫn đang tiếp tục cắm xuống. Và các bạn có thể thấy những phá giảm điểm này nó vẫn chưa dừng lại ở đây và nó sẽ có một cái vùng mà các bạn cân bằng ở quay trở lại, đó là dưới vùng 1.148 cho đến cái vùng 1.157 này các bạn. Đây là những vùng mà mình tin rằng thị trường nó sẽ có những vùng cân bằng và có những cái lực cầu quay trở lại vào những thời điểm này. Và trong một cái thời điểm này thì các bạn sẽ thấy được là từ những cái vùng này, nếu các bạn nào tham gia mua ở những cái vùng này, mình tin rằng đây là những cái vùng mà các bạn sẽ mang lại những cái lợi nhuận cho các bạn trong cái thời gian sắp tới. Khi mà các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì có bạn nào có những tâm lý mất ngủ và chán nản vừa so với thị trường hay không? Cho dù là có những thông tin hệ thống KRX sẽ go live vào mùng 2 tháng 5, tuy nhiên các bạn lại nhớ lại ám ảnh những thời điểm mà thị trường có những cái tín hiệu khi mà chỉ giao dịch T cộng 2.5. Các nhà đầu tư đã rất là hào hứng, tuy nhiên sau đó là có những cái áp lực giảm hơn 200 điểm trong thời gian vừa qua. Và các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này khi mà thị trường đang có những cái cú nhúng về quanh cái vùng này thì các bạn có thể thấy được ở đây GITV sẽ chia sẻ với các bạn đó là gì? 1.149, mình cho là 1.150 đấy ạ. Đấy, 1.149.59 cho đến 1.157. Đó chính là những cái vùng cân bằng của thị trường. Các bạn sẽ thấy những cái lực cầu và chúng ta đang ở rất gần với những cái vùng này các bạn. Thì ở đâu đó chỉ cần một cú nhúng 20 điểm nữa thì mình tin tưởng rằng là thị trường này sẽ tạo ra những cái cơ hội bứt phá cho các bạn trong cái thời gian sắp tới. Và mình có thể chia sẻ với các bạn trong cái tuần tới đó là khi mà thị trường ở trong tuần tới thì những cái điểm phục hồi của nó sẽ quay trở lại ở những cái vùng là 1.220. Các bạn sẽ thấy tạo ra một cái vùng cân bằng nhiều hơn. Vào những thời điểm này thị trường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng chúng ta sẽ, những nhà đầu tư trung hạn sẽ thấy điều gì? Ở tại cái vùng giá 1.153.64 thì đây là một cái vùng mà các bạn có thể thấy được tất cả những nhà đầu tư trong trung hạn họ cũng sẽ tập trung những dòng tiền vào ở vùng này. Và các bạn có thể thấy GITV đã chia sẻ với các bạn trong cái thời gian vừa qua đó là chúng ta cần phải có 3 tuần để chúng ta có những cái cơ hội, có những cái cú nhúng để chúng ta có tham gia. Và thực tế rằng ở trên thị trường thì các bạn có thể thấy khi mà phá thế khách sạn vượt 1.137 lên đến vùng 1.205-1.250, nếu các bạn là những người theo dõi GITV từ trước đó thì cái phá thế khách sạn này thì đó là có một cái cú tăng mạnh và làm cho các bạn NAV đã tăng đi rất lên rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã có những cái câu chuyện chúng ta chốt lời ở cái vùng 1.266. Và tại thời điểm đó thì khi mà chốt lời xong thì nhiều người vẫn cười hả hê những cái câu chuyện trong trung hạn của chúng ta chốt lời tối ưu hóa hạ giá vốn về những cái vùng giá là thấp nhất trong cái thời gian vừa qua.
Khi các bạn tối ưu hóa hạ được giá vốn như vậy thì có rất nhiều bạn lại thừa thắng xông lên và chúng ta không biết rằng đó là những cái giao dịch ngắn hạn và chúng ta lại tiếp tục all in vào những cái thời điểm mà thậm chí rằng có những bạn bị call margin và có những bạn thì các bạn có thể thấy là luôn luôn nghĩ rằng đó là xong thị trường đã uptrend nhưng đến thời điểm này khi mà chúng ta lại tiếp tục all in vào những cái vùng giá cao ở phía trên thì chúng ta lại bị những cái cú hồi mã thương, những cái cú bull trap làm nên chúng ta thấy được trong những cái tình trạng mà khi nó phá những cái vùng đáy 1222 nó đã trở thành một cái xu hướng giảm và các bạn có thể thấy được là khi xu hướng giảm nó chưa có dấu hiệu dừng lại thì việc của chúng ta đó là chờ những cái vùng cân bằng, những cái vùng mà what cú what out để chúng ta tham gia trong cái thời điểm này. Và các bạn có thể thấy khi mà thị trường nó sẽ dừng lại khi nào và trong thời gian tới thì các bạn sẽ thấy là trong chúng ta có 2 tuần nữa để nó giữ được một cái vùng cân bằng quanh cái vùng 1138 1153 này thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái vùng này mới là những nhà tiền dòng tiền của những nhà đầu tư trung hạn họ sẽ tham gia và những cái cú nhúng như vậy thì sẽ làm cho rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi những cái dòng tiền lớn mới kích thích được những cái dòng tiền vào bắt đáy tham gia vào thị trường này. Và những thời điểm này thì rất nhiều nhà đầu tư đang lo lắng nhưng mà với GIP chia sẻ với các bạn là gì? Những cái cú hồi chỉ là những cái cú mà để các bạn tháo gỡ ra được những cái dòng tiền để các bạn chuẩn bị cho một cái cuộc cân bằng mới và chúng ta hãy chuẩn bị cái tinh thần để khi có những cái nhịp hồi quay trở lại những cái vùng 1120 những cái khoảng cách mà nó đang dao động ở trong thời điểm này chính là 1157 cho đến 1120 thì các bạn sẽ thấy điều gì khi nó hồi quay trở lại những cái vùng này thì đây là những cái thời điểm để các bạn mình chia sẻ với các bạn có cơ hội để chúng ta bán. Vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy sẽ có những cái nhịp hồi. Tuy nhiên khi các bạn đang có những cái pha giảm điểm đi xuống thì những nhà đầu tư cầm tiền sẽ là những nhà đầu tư chờ đợi mua những cái tín hiệu đang chán nản của những người khác đang lo lắng ngày đêm mất ngủ và sẽ có những hành động trong vòng buổi sáng mai nó sẽ có những cái hành động rất là kỳ cục đó là bán hàng ngay tại vùng này và mình tin rằng những người bán hàng ngay tại vùng này sẽ là những người bật khóc và bởi vì các bạn đã thấy được một cái tình huống đó là ADX được quay trở lại cái xu hướng tăng đã vượt qua lại vùng 20 cho nên đây không phải là một cái sự kỳ vọng cho các bạn bán đi mà các bạn chán nản bán đi mà các bạn nên có những dòng tiền để các bạn tham gia ngoài vùng này để chờ đợi những cái cơ hội phục hồi về để các bạn bán ra những cái phần các bạn đã mua để hạ được cái giá vốn ở trên cao của những bạn chứ không phải bạn bán hàng ngay tại thời điểm này để rồi các bạn sẽ là những người rồi bỏ cuộc chơi các bạn chán nản. Nhưng thật sự trong thị trường chứng khoán thì tất cả những cái chu kỳ vận động của thị trường thì những lúc thời điểm các bạn chán nản chính là những lúc thời điểm các bạn phải chiến thắng chính mình, các bạn tham gia quay trở lại thị trường và các bạn hãy dũng cảm lên đó là gì? Mình có nói đùa với mọi người đó là nhắm mắt mà mua, chứ còn lại bây giờ thì không phải là những cái thời điểm mà các bạn bán ra. Cho nên là một lần nữa mình chia sẻ với các bạn những cái cơ hội sẽ có những cái cú nhúng và đây chính là những cái cơ hội của các bạn tham gia. Các bạn không phải lo lắng vào những thời điểm này. Khi các bạn tham gia được thì kế hoạch trong cái tuần tới nó sẽ có những cái pha tích lũy trở lại và các bạn có thể thấy được nó sẽ có những cái pha ít nhất nó sẽ phục hồi về cái vùng 1220 cho đến 1230 những cái vùng mà các bạn sẽ thấy được cái cú phục hồi và đừng có bán ra những thời điểm này nữa các bạn nhé mà hãy tranh thủ thu xếp những cái dòng tài chính để chúng tham gia cùng với những cái dòng tiền cá mập còn lại những cái lúc mà thị trường đi lên ấy, thì các bạn sẽ thấy những điều gì những lúc mà thị trường đi lên vào những thời điểm này thì các bạn sẽ phải chờ đợi ở trong vòng khoảng 2 tuần nữa nó sẽ có tạo ra một cái vùng cân bằng các bạn sẽ giao dịch là gì các bạn hãy mua ở những vùng giá đỏ khi nó trồi lên ở những vùng giá xanh quay trở lại tham chiếu thì các bạn đã hạ được những cái tỷ trọng thậm chí rằng các bạn có thể thấy được là trong hôm vừa rồi thì dự ITP có chia sẻ với các bạn là ở cái mảng phái sinh thì dự ITP vẫn chờ đợi với những cái cơ hội của chúng ta nó lớn hơn ở quanh những cái khung lớn hơn và khi thị trường phái sinh thì nó có bạn có thể thấy là những cái vùng cân bằng của nó quanh cái vùng là một một các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái phản ứng ở quanh cái vùng là 1179 1180 giờ thì bị chờ đợi nhưng nó vẫn chưa về. Tuy nhiên các bạn có thể thấy trong những ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái pha nhúng điểm xuống cái vùng là 1179 1180 và lúc đó chúng ta sẽ
quay trở lại, chúng ta có những cái điểm long quay trở lại, và đó chính là tương tự với những cái điểm cân bằng. Thậm chí rằng nếu các bạn nào tham gia thì các bạn hãy canh thủ một cái nhịp ở quanh cái vùng 1171, 1172 thì các bạn cũng là có một cái điểm long để bật lên các bạn. Vào những thời điểm này thì chúng ta sẽ đánh những cái nhịp ngắn, nó sẽ quay trở lại cái vùng là 1212 và 1234 các bạn. Đó là những điểm các bạn long dài ra. Vào những thời điểm này thì chúng ta không phải quá lo lắng về những cái lệnh long, và sắp tới thì HB cũng sẽ chờ đợi những cái lệnh big long nếu có ở trong vùng này, chính là 1153, thì đó là những cái vùng mà HB sẽ sử dụng những cái lệnh big long, và các bạn sẽ thấy được một cái cơ hội kiếm được khoảng 70 điểm trong cái thời gian sắp tới. Những cái lệnh long ngắn thì các bạn có thể thấy được chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội tranh thủ để chúng ta long lên, và các bạn sẽ có ít nhất có những cái cú hồi ở đâu đó khoảng 10 điểm thì các bạn chốt lời. Thì hôm vừa rồi thì GITV cũng đã chia sẻ với các bạn những cái lệnh long, và các bạn đã có những cái điểm quay trở lại tham chiếu để các bạn chốt lời. Và các bạn cũng có thể thấy được vào những thời điểm này thì khi chúng ta tham gia ở trên thị trường, chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn, gặp rất nhiều cái áp lực, thì các bạn có thể thấy được là với robot của câu lạc bộ ITP thì các bạn có thể thấy được sau khi mà kiếm lời được ở gần 40 điểm, 39 điểm thì các bạn có thể thấy robot cũng đã có một mở lệnh long vào ngày 17, đúng không ạ? Thì các bạn ngày 11/18 mở lệnh long ở 1127.8 thì đã đóng long ở 1125.8, nhưng sau đó có một cú mở short ở 1122.8 và đóng short ở 1102.4, thì ở đây cũng đã mang lại cho chúng ta được hơn 20 điểm. Như vậy với 62 cái lệnh, gần 60 điểm lệnh short, thì các bạn sẽ thấy đây là một trong những cái cách để bảo vệ thành quả cho chúng ta trong thời gian qua và ứng biến trong cái thời gian qua. Và những thời điểm này khi mà các bạn đang tham gia, các bạn muốn tham gia những cái room cơ sở cũng giống như phái sinh VIP, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau trong thời gian sắp tới. Và các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy nhóm VN30 chính là những cái nhóm mà tăng tác động tới thị trường. Nhóm VN30 có giảm tới 16.71 điểm và đang có một cái sức ảnh hưởng đến thị trường sau khi nhóm VN30 đang giảm với khối lượng giao dịch là 962 cổ phiếu. Và các bạn có thể thấy sức ép của đến từ nhóm VN30 đang tạo ra cho rất nhiều nhà đầu tư những cái vùng gọi là rất là gặp rất nhiều khó khăn. Và các bạn có thể thấy những cái sức ép của nhóm VN30 đang làm cho thị trường làm gần như là dường như là đã gục ngã. Và các bạn có thể thấy những nhà đầu tư đang bán hoảng loạn vào những thời điểm này. Và thậm chí các bạn có thể thấy đến từ các cái nhóm ngành của chúng ta có thể thấy được là những cái nhóm banh thì đã quay trở lại những cái vùng mà các bạn không thể thấy được tốt hơn. Khi mà CTG đã có những cái pha giảm điểm quay trở lại những cái vùng cân bằng, thì các bạn có thể thấy đấy là những cái điểm mà cổ phiếu banh cũng đã có cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta tiếp tục quay trở lại để chuẩn bị cho những cái lượt đầu tư những cái cổ phiếu banh. Và mình tin rằng cái đợt tăng sắp tới sẽ là những cái đợt của cổ phiếu banh sẽ quay trở lại. Các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì chúng ta đã nhìn thấy được những cái sự chứng lại của các cái cổ phiếu banh, nhưng đây là những cái cổ phiếu đóng góp cho thị trường. Những cái pha giảm điểm nó chứng lại đi, nhưng với những cái pha chiết khấu như vậy thì chúng ta đã thấy được như CTG ở từ vùng 37 chiết khấu về đây, thì các bạn sẽ có những cái cơ hội chúng ta để hành động tiếp theo. Và các bạn có rất nhiều cái cổ phiếu đã mang lại cho chúng ta cái vùng giá trung bình trong vòng 6 tháng qua, thì các bạn có thể thấy được là không thể có những cái vùng giá đã thấp hơn trong vòng 6 tháng qua. Các bạn nhìn lại thì thị trường thì rõ ràng là đây là một cái pha chiết khấu cho chúng ta rất nhiều cái cơ hội chúng ta tham gia ở cổ phiếu banh. Mình sẽ phân tích với các bạn những cái cổ phiếu chi tiết hơn ở trong những buổi live stream buổi tối nay hoặc ngày mai. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái danh mục, và các bạn hãy comment về dưới ITP những cái danh mục của các bạn để các bạn mã cổ phiếu để mình cùng phân tích với các bạn. Vào những thời điểm này thì khi mà chúng ta đã tối ưu hóa hạ lợi nhuận thì chúng ta có thể thấy là những cái cổ phiếu lại mang về những cái điểm mua quá hấp dẫn trong cái thời gian sắp tới để cho các bạn có một cái phiên phục hồi, các bạn đánh ngắn thì các bạn cũng có thể tham gia vào những cái dòng tiền lớn, có thể tham gia quay trở lại. Vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy các cái cổ phiếu bất động sản đang giảm đi rất là mạnh, gần như là giảm sàn,
và làm cho các bạn rất là hoang mang vào những thời điểm này khi mà các cái nhóm cổ phiếu bất động sản có những nhóm nó giảm gần như giảm sàn. Thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này nó càng giảm càng sàn thì các bạn lại chờ đợi những cái cơ hội, những cái vùng cân bằng nó sẽ là những cái nhóm mà sẽ tăng mạnh hơn so với thị trường, bởi vì tạo ra những sức bật, những sức cầu nó lớn hơn rất là nhiều khi mà tất cả những ai đó đang hoảng loạn ở những cái nhóm bất động sản này, bởi vì cái sự kỳ vọng quá lớn của những cái đội mà đang kỳ vọng vào bất động sản thì x2 x3 thì họ sẽ bị một cái áp lực khi mà thị trường giảm điểm lên tới 30% của vào những thời điểm này thì rất nhiều cổ phiếu đã giảm đi 30% các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy khi mà cổ phiếu giảm đi 30% thì hầu hết các cái cổ phiếu nó sẽ có những cái sự phục hồi quay trở lại, thì chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi, những cái cơ hội để chúng ta tham gia, và chúng ta sẽ chờ những cái cú hồi để chúng ta tham gia quay trở lại, và chúng ta sẽ hạ được cái giá vốn xuống. Nếu các bạn có những cái phương pháp mà đầu tư trong trung và dài hạn thì các bạn vẫn là những cái cơ hội để các bạn có những cái sự tính toán. Và những thời điểm này thì có những người đã gần như là mất lãi hoàn toàn trong vòng 6 tháng qua, thì các bạn sẽ thấy những cái cơ hội đó nó lại sinh ra một lần nữa khi những nhà đầu tư khác đang nắm giữ và không chịu nổi và có sự lo lắng khi bắt đầu bán ra. Và có những anh chị cũng đang tâm sự với GTV rằng Dứa ơi, trong vòng 6 tháng qua thì chị gần như đã mất lãi đi rồi, thì chị sẽ phải làm như thế nào? Vào những thời điểm này chị có bán lúc chị hòa vốn hay không? Vào những thời điểm này thì cái sự việc trong vòng 6 tháng qua mà chị không chốt lãi, hạ được giá vốn, thì đó là một trong những điều mà đã có sự kỳ vọng khá lớn. Và rõ ràng là khi hạ được giá vốn rồi thì chúng ta mới nắm giữ được lâu dài. Còn hiện tại trong ngắn hạn thì những cái cú quát áo như vậy đó là cái cơ hội để chị búng tiền, để chị mua thêm, chứ không phải là chị bán ra vào những thời điểm này. Và mình tin rằng khi các bạn mua thêm ở những cái vùng quanh cái vùng 1150 cho đến 1157, đó là một cái vùng mà mình tin rằng các nhà đầu tư sẽ là những nhà đầu tư có lời, chứ không phải cắt lỗ ở những vùng này. Những cái vùng này cắt lỗ chỉ là bật mặt lên mà khóc thôi các bạn. Vào những thời điểm này thì rất nhiều cái cổ phiếu chứng khoán trong thời gian qua mình đã chia sẻ với các bạn, như cổ phiếu như CTS, BSI, AGR hay là FTS, thì các bạn sẽ thấy rằng bị chiết khấu đi rất là nhiều, bởi vì những nhà đầu tư đang bị chia sẻ rằng là trong thời điểm uptrend mà buộc phải cắt lỗ. Và khi cắt lỗ ấy, thì các bạn sẽ thấy không được thấy được lực cầu vào thời điểm này của những cái cổ phiếu như vậy. Cho nên các bạn sẽ thấy được vào những khi chúng ta tham gia ở trên thị trường, thì các bạn sẽ thấy một điều rằng là khi chúng ta tham gia ở trên thị trường, chúng ta phải biết rằng những cái nhóm cổ phiếu nhỏ được kéo lên rất mạnh, tưởng chừng như rất mạnh nhưng sẽ giảm đi rất sâu. Các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì rất nhiều cái cổ phiếu đã được chiết khấu về những cái vùng cân bằng trong vòng 6 tháng qua. Thậm chí rằng các bạn có thể thấy khi những cái thời điểm ở vào tháng 9 thì đấy là những cái cơ hội của các bạn tham gia ở những tháng 9, tháng 11, thì những cái vùng giá này đang khá là hấp dẫn khi chúng ta nhìn thấy được những vùng đáy mà đã tạo ra trong trung hạn ở những cái cổ phiếu như SSI, VND, VCI. Các bạn có thể thấy khi mà nó tạo ra những cái vùng như thế này sẽ tạo ra một cái lực cầu rất lớn cho những nhà đầu tư ở lại thị trường và những dòng tiền lớn tham gia vào thị trường. Thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội của thị trường, nó sẽ tạo ra một cú quát áo quanh cái vùng 1150 đến 1157. Đó là một cái vùng mà mình, những nhà đầu tư trong trung hạn cũng sẽ phải chờ đợi những cái vùng cân bằng trở lại để chúng ta tham gia mua. Và các bạn cũng có thể thấy đấy là những cái dòng cổ phiếu của những cái dòng thép đang tạo ra những cái vùng cân bằng quanh cái vùng thời điểm này. Chỉ có một NKG thì chưa về đến cái vùng 21.6 thôi, mình tin rằng nó cũng sẽ về thôi các bạn. Và những thời điểm này thì các bạn sẽ có những cái khoản đầu tư ở những cái cổ phiếu xung quanh cổ phiếu thép này, những cái phá chiết khấu không thể tốt hơn để các bạn có thể tham gia vào những thời điểm này. Hay là các cái nhóm của các bạn có thể thấy sau khi banh, chứng khoán, bất động sản, thép và nhóm dầu khí đang bị những sức ép của những cái cổ phiếu đang giảm điểm về những cái vùng này, thì các bạn có thể thấy đây mà là những cái thời điểm các bạn được chiết khấu rất là nhiều để các bạn tham gia vào những thời điểm này. Và nếu các bạn có những cái danh mục của banh chứng thép, bất động sản và
Và nhiều khi thì các bạn hãy cùng comment lên, các bạn liên hệ với GITB qua số điện thoại ở trên màn hình, ở trên những cái vùng gọi là 0708245247, và mình sẽ tin rằng rất nhiều nhà đầu tư sẽ cắt lỗ chứng khoán khi mà chạm ngay cái vùng 1157 này. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi các bạn nhìn thấy được những cái phá cắt lỗ thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái cơ hội của chúng ta mua vào, và thị trường trong cái thời gian sắp tới sẽ có những phiên phục hồi quay trở lại. Các bạn đừng quên cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ trong cái video này các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy được trong cái tuần tới sẽ chúng ta sẽ có được những cái sự phục hồi quay trở lại của thị trường, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái cơ hội gì. Và những thời điểm này, những cái cơ hội phục hồi của thị trường thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các bạn có thể thấy được chúng ta sẽ có những cái cơ hội phục hồi vào phiên thứ ba, thứ tư. Thì chúng ta nếu có những cái phiên giảm điểm vào thứ hai thì đó chính là những cái cơ hội của chúng ta tham gia lại với thị trường, và nó phục hồi đến phiên thứ tư thì nó lại tiếp tục cho các bạn ra hàng. Và các bạn sẽ thấy được là gì, khi vào những phiên thứ hai, vào những phiên thứ tư, nếu nó không vượt được 1250 ấy, thì các bạn sẽ thấy điều gì, nó sẽ tiếp tục đổ đèo đi xuống, rồi nó sẽ tạo ra một cái vùng cân bằng mới. Và mình hy vọng rằng những cái thời điểm mà các bạn tham gia mua chính là những cái vùng mà các bạn chờ đợi ở trong các bạn chờ đợi trong 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 một cái đầu tháng 5, đó chính là trong vòng 2 tuần nữa, thì các bạn sẽ có những cái cơ hội khi mà các bạn tham gia, và các bạn sẽ nó sẽ tạo đáy ở vùng đó trong cái vùng tháng 5. Và các bạn tham gia vào những thời điểm này, nếu các bạn gặp khó khăn thì các bạn nhớ liên hệ với GITB qua số điện thoại 0708 245 247. Các bạn có thể chờ đợi GITB ở những cái và đồng hành cùng với GITB bằng cách mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán VPS ID Q342 hay là SSI ID 2606 để chúng ta đồng hành cùng với nhau trong cái thời gian sắp tới. Và có một cái thời điểm nữa thì chúng ta sẽ cách sử dụng chúng ta sử dụng cái tài khoản margin game 28 khi mà nó có về được những cái cú nhúng về 1150, 1157, lúc đó chúng ta mới giảm sử dụng margin 28 các bạn nhé, để tạo ra một cái đòn bẩy sức hút lớn hơn rất là nhanh để các bạn tham gia có một cái nhịp bật tăng rất nhanh trong trong cái khoảng thời gian ngắn, để chúng ta tối ưu hóa hạ cái giá vốn. Bởi vì vào những thời điểm này thì mình biết rằng là các bạn cũng đang bị có nhiều bạn đang bị kẹp cổ phiếu và không thể sự trừ được cái sức mua lớn hơn, thì các bạn sẽ thấy một cái điều đó là khi vào những thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy những cái cơ hội ở đâu đó vào quá lễ thì chúng ta mới có những cái cơ hội để thị trường quay trở lại tăng. Còn vào những thời điểm này thì thị trường nó sẽ có những phiên phục hồi trước, sau đó nó mới quay trở lại tăng được các bạn. Tức là trong vòng 10 phiên nữa thì tương đương mới khoảng là 2 tuần nữa thì các bạn mới có cái cơ hội quay trở lại thị trường, quay trở lại những cái vùng 1250. Cho nên vào những thời điểm này thì ít nhất khi thị trường tăng quay trở lại 100 điểm thì chúng ta phải biết cách làm như thế nào để chúng ta kiếm tiền trong cái vòng 100 điểm đó. Và để làm sao kiếm tiền thì những cái phiên phục hồi quay trở lại được những cái vùng 1220 thì các bạn phải biết được hạ tỷ trọng như thế nào, và từ những cái vùng đi lên ở những vùng đáy các bạn tham gia được thì các bạn sẽ chờ đợi những cái pha phục hồi quay trở lại những cái vùng 1220 cho đến 1250 thì các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ hạ cái tỷ trọng ra ở những vùng đó, và các bạn có thể thấy đó nó sẽ có một cái pha tiếp tục giảm điểm sau đó, và các bạn sẽ mới có cái dòng tiền để các bạn tham gia vào. Và ít nhất các bạn sẽ nhìn thấy sau lễ thì các bạn mới có được những cái cơ hội các bạn đồng hành cùng với GITV trong thời gian sắp tới để giải thiết cho các bạn tiền đâu để mua. Thì các bạn sẽ phải biết được trong những phiên phục hồi các bạn sẽ có những cái cú phục hồi để các bạn hạ được tỷ trọng. Nếu các bạn nào đang sử dụng margin quá nhiều thì các bạn sẽ dường như các bạn sẽ phải chuẩn bị cái dòng tiền để các bạn hỗ trợ để không bị cắt margin, hoặc là khi thị trường phục hồi các bạn nhớ phải hạ ra các bạn nhé. Và những cái danh mục của các bạn, những cái chia sẻ về các cái cổ phiếu như thường lệ nó sẽ diễn ra vào trong ngày mai. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng với GITB rất nhiều. Đừng quên liên hệ với GITB qua số điện thoại 0708 245 247 để GITB có thể tiếp thêm, bơm thêm cái oxy, chia sẻ với các bạn về các cái danh mục, về cách những cái lợi thế của các bạn trong cái thời gian sắp tới. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn đã tham gia đồng hành cùng với GITB.
Và những thời điểm này các bạn hãy tin rằng là cái thời điểm uptrend nhưng cắt lỗ chứng khoán, đây là một cái điều mà các bạn thấy sẽ gặp rất nhiều sai lầm khi mà các bạn cứ nắm giữ cổ phiếu trong một cái đà giảm, xu hướng giảm. Và các bạn sẽ phải biết rằng là khi mất 1-2 khi mất được 1-2-46 thì các bạn sẽ thấy điều gì? Nó sẽ quay trở lại những cái vùng phía dưới ở vùng 1157 để chúng ta nó cân bằng trở lại để chúng ta tham gia mua. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video cuối tuần này. Hy vọng những video này sẽ giúp cho các bạn vơi đi những cái nỗi sầu và những cái sự nỗi buồn của chúng ta. Và trước đó các bạn đã nhìn thấy được những cái sự cảnh báo của USB chia sẻ với các bạn. Vào những thời điểm này thì chúng ta hãy chuẩn bị một cái cơ hội tiền trước lễ và tiết kiệm những cái khoản phần tiền để chúng ta có những cái cơ hội chúng ta tránh cái việc cắt lỗ vô tội vạ ở quanh cái vùng 1157 này các bạn nhé. Nếu các bạn cắt lỗ quanh cái vùng 1157 này thì các bạn sẽ là những người bật khóc. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này rất nhiều. Và GITV sẽ tiếp tục livestream và chia sẻ với các bạn, đồng hành với các bạn trong cái thời gian sắp tới. Nếu các bạn muốn những cái video sắp tới, những cái góc nhìn của GITV ở trên livestream trong thời gian sắp tới, các bạn hãy liên hệ với GITV, cho GITV một comment chia sẻ các bạn có muốn GITV lên livestream để hát bài Em ơi vút lên một tiếng đàn không ạ? Để GITV trong tuần tới, GITV sẽ cùng livestream với các bạn để cùng với các bạn đồng hành quay trở lại với thị trường một cách mạnh mẽ hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn yêu thích những cái video này, các bạn muốn GITV quay trở lại với thị trường để chia sẻ với các bạn, đồng hành với các bạn những lúc khó khăn nhất thì ở trên livestream các bạn, thì các bạn hãy liên hệ với GITV bằng cách tham gia vào cái room VIP của GITV để chúng ta biết được là những cái cơ hội nào chúng ta tham gia trong ngắn hạn, trong thời gian tới để chúng ta kiếm được tiền, những cái cơ hội nào trong trung hạn để chúng ta chuẩn bị cho một cái pha uptrend và bắt đầu từ tháng 6 thì chúng ta vẫn phải có những cái dòng tiền thì chúng ta cơ hội trong 2 tuần đầu của tháng 5, đúng không ạ? Vào thời điểm này thì các bạn hãy cho giữa những lượt like, những lượt chia sẻ các bạn nhé. GITV sẽ gửi đường link để các bạn mở tài khoản chứng khoán tại công ty SSI GID 2606. Và sắp tới GITV sẽ có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau tại công ty chứng khoán SSI, một sắc màu mới của câu lạc bộ ITP, và sẽ tập trung để chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn, những cái cơ hội để khi chúng ta đồng hành cùng nhau trong cái thời gian sắp tới các bạn nhé, để chúng ta cùng nhau kiếm tiền ở những cái vùng cung bằng trong trung và dài hạn. Và các bạn sẽ thấy được những cái cú tăng điểm ở khoảng 200 điểm quay trở lại ở trên thị trường, và mình tin rằng thị trường nó sẽ tạo ra một cái vùng đáy ở quanh vùng 1150 đến 1157 và sẽ tăng lên cái vùng 1340. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ của GITV sẽ mang lại cho các bạn những cái góc nhìn tích cực hơn và tránh cái sự bi quan chán nản, bán ngay đáy và sau đó cắt lỗ ngay đáy và thấy thị trường bật tăng. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bản tin tiếp theo và live stream cùng với các bạn trong những ngày cuối tuần. Hy vọng rằng những ngày cuối tuần sẽ là những ngày mà chúng ta relax lại và chuẩn bị, có cái cơ hội, có thêm thời gian để chúng ta chuẩn bị những cái dòng tiền chúng ta tham gia cùng với GITV bắt đáy vào những thời điểm này các bạn nhé. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.